Hello cả nhà. Hôm nay vườn lan phố cổ lại chuẩn bị liver chim cho anh em ngắm Bảo Duy nhé, một chùm Bảo Duy rực rỡ nhé. Chưa thấy anh em nào vào. Tạ Minh Quân này, vào đây em ơi, chia sẻ đi Tạ Minh Quân ơi. Để chuẩn bị cho cả nhà ngắm dàn Bảo Duy nhé. Đầu tiên là ngắm toàn giai đẹp đó nhé. Đây nhá, đây là toàn giai đẹp này, đấy. Toàn những giai đẹp ngáo lan này, đấy. Đấy xong rồi cả nhà mình... cả nhà mình đang chuẩn bị rồi được ngắm dàn Bảo Duy và những mặt hoa rất đẹp và những bông mới sổ nhá. Đây cháu Nam Nguyễn đây. Chào anh em đây. Đây Tiến Mạnh nhá, chuẩn bị ra ngắm một dàn Bảo Duy, anh em đang chụp tạo những hình ảnh này đấy. Đấy cả nhà này đấy. Dũng ơi ra đây đi, Dũng đi ra cái chỗ cơ. Rồi cho King Coffee đi. Đây cho xin kiểu đây. Đây cả nhà đang vào ngắm nhá. Ôi giời, những ảnh anh này. Đây là cả một đây. Đây Ngọc Thảo Trương đây. Đây, cả nhà lan tỏa đi cả một dàn Bảo Duy đây này. Đấy mà ngày trước thì chắc là cả nhà biết là bao tiền rồi. Đấy, chào Tiến Mạnh nhá. Chào em Nhung Hải Anh nhá. Đây cả nhà đang la đây này, cứ đứng hết vào chụp ảnh thế này, hôm nay vui quá đây. Đông vui lắm Mai Trường ạ. Rồi đây này đấy, toàn những một nửa thế giới này, toàn những người đẹp của King Coffee Cà Phê đây này. Những cái lóc nhà của Lợi nhá. Những cái lóc nhà của một số anh em cũng rất là yêu lan. Rất đẹp đây này, cả một hai cần Bảo Duy đây. Chào Văn Tuấn nhá. Chào mấy chú anh em đang xem nhá. Đây này, đây này, quay cho cả nhà xem đây này, quay cho cả nhà xem này. Đấy, đây Bảo Duy này. Một cân dài luôn này. Đấy. Ông Tư Tư này đang live stream cho cả, đây đang live stream cho cả nước xem đây này. Chào Nguyễn Hoàng Hiệp nha. Ok, Mai Trường chạy ra đây không? Không dở đâu em ơi, nở như thế này bây giờ là chơi hoa hết em ơi. Bây giờ tạm thời kinh tế gạt sang một bên. Úi dồi ôi, các chị em chụp ảnh thế này thế này. Úi dồi ôi, thế này thì chết đi. Thế thôi, đừng ngồi kìa. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, các chị em xông vào này thì không cho ai livestream này, chết dở. Chào Thanh Văn Nữa, Thanh Văn Lương nhá. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Hôm nay rất nhiều bông đẹp luôn. Đây. Đây. Lâm Hậu nhìn phê không? Đấy, tất cả anh em này, cả một cần này. Cần này, cần này thì to tiền, ngày xưa thì to tiền lắm. Đấy. Chỗ hoa như thế này là lệ rơi ngay. Đấy. Năm ngoái mà một chùm hoa thế này thì cũng là to tiền lắm đây này. Đấy. Chào Lưu Nguyễn Thi nhá, chào Thế Thuận nhá, cả nhà ngắm một dàn pháo Bảo Duy nhá. Đây đôi mắt đặc trưng của Bảo Duy đây, đấy, cả nhà nhìn quê chưa? Đấy. Chào Thế Thuận nhá, anh em chia sẻ cho anh em cả nước ngắm hoa. Hôm nay tại King Coffee ở vườn hoa cộng đồng của Hà Nội. Đấy, tất cả rất nhiều hoa này, lan tỏa này. Đấy. Chào em đẹp trai Nguyễn Vũ An nhá. Kết cái chậu nhựa này, kết chậu nhựa này đúng không? Đấy. Chậu nhựa nhưng mà nó là đấy, coi như là người đẹp ở bên thúc đều tranh em ạ. Chào Đức Bằng nhá. Nghe chưa? Chào Trường Trịnh nhá. Chị sướng không em? Bà đang gọi là lan tỏa yêu thương. Đấy. Cho anh em cả nước nếu không cho anh em cả nước không có điều kiện mà không có thời gian xuống thì anh em ngắm trực tiếp luôn đấy. Chào em trai Quang Thiện nhá. Quang Thiện ơi, chia sẻ đi cho anh em cùng ngắm cả một cần Bảo Duy đây của chú Thế Thôi đây. Thế Thôi đây. Chào Như Lâm nhá, quê quá mà. Hôm nay đây là mình cả một
cuộc chơi lan, nhưng mà chưa bao giờ mình được ngắm một dàn Bảo Duy như thế này. Thành thực là quá quê luôn, chưa bao giờ được ngắm luôn. Chào Đức Bằng nhá. Đẹp hôm qua Quang Thiện. Đấy. Quê của em ạ. Cứ hồi hộp suốt từ sáng hôm qua từ đến ngày hôm nay để cho trời nắng là để được ngắm hoa này này. Đấy. Tất cả. Chào Linh Hoa nhá. Chào Công Lợi Bùi nhá. Chào Nguyễn Văn Hiếu nhá. Quá đẹp luôn. Đây này, mắt đặc trưng của nó này. Đấy. Mà thơm lắm em ạ. Đứng gần là thơm nức thế này. Cực thơm luôn, cực quê luôn. Chào Việt Thành nhá, chào Nguyễn Văn Hiếu nhá. Anh em vào chia sẻ cho cả nhà mình, ai không có thời gian lên thì được ngắm trực tiếp một dàn hoa Bảo Duy đi. Chào Thúy Tâm Quan nhá. Mà Bảo Duy cứ bảo là không chăm này, đây này, thân thủ to này. Có kém gì những cái hot ho hát điếc đâu, đấy chưa? Mà hoa thì cánh to này. Đấy. Thầy Quý hôm nay lên bộ họp rồi. Chào anh Việt nhá. Chào Linh Hoa, đẹp, đẹp lắm chưa cháu ạ? Chú còn nói thật với cháu là không phải không những chơi không những chú mà cả toàn bộ anh em đều là thấy phê luôn. Đấy cả nhà đây này, trông cả nhà ngắm hoa này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Ngọc Bảo Trương cũng livestream luôn đi cho anh em lan tỏa cả nước được ngắm đi. Anh em mà không có điều kiện thì ngắm trực tiếp nhìn dàn về quá. Quá quê luôn. Chào Quân Đông Tôn nhá. Không đẹp. Cả một dàn như này. Chả bao giờ mình được ngắm như này. Đúng không đây này? Nhìn. Lúc này thì chúng ta chơi là cứ lan tỏa thôi, chơi theo các cụ ngày xưa. Đấy. Đây là Tô Minh Tuệ, là Tô Minh Tuệ đẹp trai này. Đấy. Nhưng mà thôi anh em không phải ngắm Tô Minh Tuệ đâu, ngắm hoa thôi. Đấy, mọi người, tất cả các giai nhân luôn luôn vào sánh và đọ sắc cùng mê Bảo Duy đây. Chào Sang Định nhá. Đây là MC Hoàng Mì, nãy giờ nói khô hết cả miệng. Chào cả nhà nhá, mình cũng MC cho anh em xem, ở đây là toàn người đẹp vào đỏ sức. Chưa ngụm nước nào đây. Đấy, đây cứ để quay livestream cho anh em được thưởng thức như này đây. Hai anh em thể hiện cái sự yêu quý của bông lan đấy, Bảo Duy đi. Đấy. Đứng gần nhau tí đi, đẹp trai và rất đẹp trai và xinh gái. Đây là nam thanh nữ tú. Chào Tùng Ngô nha, chào Đức Chuyện nha. À, đây chủ nhân là của Thế Thời nha. Cực quê luôn. Đây cả nhà ngắm các tư thế đây. Thân đủ thì tuyệt vời. Nếu mà nói về chủ nhân của giò hoa lan này là đúng là chất chơi luôn đấy. Tại vì anh em mình tự đếm là 42-45 bông thì chắc là trước đây thì là rất nhiều tiền đấy. Chào Trương Đức Dũng nhá, đẹp lắm cháu ạ. Ok, cảm ơn cháu, chú cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe để đi thưởng thức và lan tỏa hoa lan. Quá đẹp luôn chứ không phải gì, chưa bao giờ cuộc đời chú đi chơi lan chưa bao giờ được ngắm một dàn Bảo Duy phê như thế này. Chào em Nguyễn Trọng Tiến nhá, chào Đỗ Quang Đạo nhá. Cả nhà ngắm phê chưa? Chào Phạm Tiên nhá, chào Phạm Ngọc Sơn nhá. Ok, cảm ơn nhá. Tiến ở gần đây ra không ra mà xem đi Tiến ơi. Ngay ở chỗ King Coffee Xuân Đào Xuân Đỉnh nên mà không ra thì phí quá. Đây là quay đây một lúc cho anh em xem dàn Bảo Duy. Chào anh Cherry nhá. Còn tí nữa này có mắt lệ này, những bông mới nở này, một bông chưa tên này. Hồng Việt Cát, Hồng Việt Cát. Đây, Hồng Việt Cát đây, đây cả nhà được ngắm này, thoải mái này. Ngày hôm nay là ngày hội hoa luôn đây này. Đấy, chào Trương Trịnh nhá. Chào Đức Chuyện nhá, chào Trung Nguyễn nhá. Đây, Việt Cát của chú tên gì nhỉ? Tuấn gì nhỉ? Tuấn Anh Vũ đây, đấy, chuyên
sổ những cái loại bông mới đây. Đây, phê chưa cả nhà? Đây, Việt Cát đây, bông đại đây, cánh mờ xước đây, đân đủ đây. Đây, nhiều hoa nở lắm em ơi, hôm nay thì hoa nở rực rỡ luôn. Đây, à đây không phải là vườn, đây là ở chỗ cái quán cà phê, kinh cà phê cháu ạ, đúng không nào ạ? Đây là cái ngày mà anh em có hoa ra đây là ai cũng là chủ nhân thôi. Ăn chơi thoải mái nhá, cà phê tự trả tiền. Thành Tài La nhá, chào Thành Tài La nhá. Đây là bông mới sổ đây này, cho cả nhà ngắm một bông mới sổ nhá. Bông này là bông mới sổ nhá. Đấy. Bông này đặt tên rồi nhá. Bông này là một bông mới sổ. Đấy. Bông này là bông của bản quyền của Hiếu Hoàng nhá. Bông này là bông của vườn lan phố cổ nhá. Đấy, mới sổ đấy. Của em Hiếu Hoàng đấy nhá, nói đùa đấy cả nhà, đây là của Hiếu Hoàng nhá. Hiếu Hoàng mới sổ. Chứ không lại bảo bông tiền. Chứ không, bông này là bông tiền ơi đấy. 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 Bông này là của HH nhá. Bông này là bông mới sổ của Hiếu Hoàng đấy. Bông mới sổ đấy, của Hiếu Hoàng đấy. À, còn đây Bảo Minh đây. Đấy. Bảo Viết. Bảo Minh. Chào Hoàng Quệ nhá. Còn đây là bông mắt lệ đây. Đấy, cả nhà ngắm hoa thoải mái này. Đấy, xong rồi ta tiếp tục lại quay lại. Chào Nguyễn Thơm Thơm nhá. Ôi, hôm nay Thơm Thơm không ra là hơi bị dại đấy. Em biết là cả một dàn hoa này, cả một rừng hoa này. Đấy. Đông như thế này này, đông như chảy hội đây này. Đấy. Đấy giờ, đây này. Cực vui luôn đây này, mà em không ra là em quá dại. Chào Sơn Đăng nhá. Đây, cả nhà lại tiếp tục quay về với những cái tác phẩm siêu kinh điển đây. Siêu kinh điển. Đây, lại cả một dàn đen nắng rồi đây. Đấy, nắng lên rồi đây. Đấy, hiện nay là anh đang đứng giữa rất nắng đây này. Đấy. Đứng rất nắng mà để live stream cho cả nhà được xem một dàn gọi là dàn pháo của Bảo Duy đây này. Chào Nguyễn Huy Hoàng nhá. Chưa bao giờ có một cái bông hoa nó mà một cần hoa này, hai cần đây này. Đấy, đang live stream này. Đang live stream này. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Người đẹp là cứ nhảy vào ngay đây này. Làm phong luôn. Người đẹp là coi như ganh đua với hoa luôn đây này. Đấy, Đỗ Hoàng Tùng. Anh coi hoa đi, cứ quanh người đấy. Em ơi, ở địa chỉ ở BT6 12 khu ngoại giao đoàn Xuân La Xuân Đỉnh nhá. Cả nhà mình ai dỗi ra đây xem nhá. Chào Lan Dương BK nhá. Đấy. Đây này đang ghen với Bảo Duy đây này. Đấy, người đẹp còn đang ghen với Bảo Duy này. Khóc. Cảm ơn anh Dương Hương nhá. Nó đẹp như thế này phải đi săn chứ. Anh nào, cho hai anh em một kiểu nào. Rồi. Bảo Duy phê lắm em ạ, cả một tràng pháo luôn, ai dám làm như thế này. Đấy. Anh em mà không tranh thủ vào ngắm Bảo Duy những cái lúc mà rực rỡ như thế này là được thôi thì anh Hòa cũng xin phép được khéo chuẩn bị xuống live. Chào Tấn Cường nhá. Rồi nắng quá. Chào em trai Nguyễn Văn Phẩm nhá. Hôm nay phê quá em ơi. Cả đời mới được ngắm một dàn Bảo Duy đẹp như này. Anh đứng gì ra chỗ kia đứng nắng để em chụp ảnh cho mọi người. Ông cứ đừng cà tôi một phát vào mõm bây giờ đi. Em bảo anh đứng gì đây để đứng đây chụp ảnh cho mọi người. Cứ đuổi ông anh thì mẹ sơi sơi này. Đây là ông Tô Minh Tuệ đây này, nhiếp ảnh gia đây này, chuyên gây rối đây này, ngáng bạc đây này, người ta đang live stream. Ông nói đi, ông đói đi. Đây là bóng Nguyễn, đây là Nguyễn Văn Phẩm, đang xem này. Mọi người nhìn quê quá này, sướng không? Đây, đây, em Hiển Hà Lam đây, rất là nhiệt tình cách mạng, một trong những người đại đam mê luôn, coi như là say đắm các bên em bướm đây. Ở đâu có bướm đẹp là có ông này nhá,
đấy cả nhà nhớ nhớ bắt ông này nhá, tôi live stream trực tiếp nhá, đấy, cứ có bướm đẹp là có ông Hiển Hà Nam nhá, đấy, chào Phạm Hoàng nhá, phê lắm em ơi, tôi đùa nếu mà thực tế mà những cái bông bảo duy này mà được ngắm ở ngoài thì nó thật nó là phê hết số luôn. Chào Đăng Gia Hiệp nhá, chào Phạm Ngọc Sơn nhá. Cả nhà này, tôi lia cho cả nhà xem này, từ trên lên dưới này. Chào Toàn Lê nhá. Quá đẹp luôn, như vậy là đẹp. Đấy, vẫn còn ai hơn này. Còn bên này cả một cần này. Một cần này rồi cũng dễ là lại ra hoa này, lại tiếp tục chơi này. Của chú thế thầy. À đây. Đây là em Kiên nhá, chuẩn bị cũng có một dàn bảo duy chuẩn bị nở nhá, nếu mà mấy hôm nữa mà nở lại kinh cà phê lại tiếp tục được lan tỏa. Chào Lương Chim nhá, em ơi hôm nay ra nó một dàn của bảo duy của chú Thế Thời, chú nở, thế là anh em Hà Nội tổ chức ngắm hoa, cầm đầu là chú Tô Minh Tuệ, cái bạn của cái ông em của thằng nào đấy thì không biết. Cười thì mẹ toàn đứng chơi kinh cười. À em ở Ngô Gia Bình à? Ok em chào em trai của Ngô Gia Bình. Đây, xin phép cả nhà là Hòa mỏi tay quá cho Hòa đi xuống chia xuống ai nhá. Cả nhà cứ đi để xem lại qua video nhá. Chào tất cả anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Chúc sức khỏe anh em nhá.